hai thần đồng ấn độ dự đoán đang nợ ngập đầu ba con giáp bỗng trúng đậm cực to phất lên như diều gặp gió từ nay đến tết ông công ông táo xóa sổ nợ nần đổi đời thành đại gia giàu nứt vách quý tín chủ thân mến trời có tam bảo là mặt trời mặt trăng và các vì sao đất cũng có tam bảo là nước lửa gió con người cũng có tam bảo là tinh khí thần tam bảo của trái đất nuôi dưỡng khống chế vạn vật nếu một khi vận may tài lộc của bạn không tốt bạn nên chờ đợi thời cơ đến đừng hành động hấp tấp vội vàng núi non có đỉnh núi và thung lũng một cao và một thấp sông biển có sóng cuộn một lên một xuống vận số con người cũng như thế có lúc lên dốc có lúc xuống dốc đời người biến đổi vô thường đời người biến hóa khôn lường có lúc có nhiều việc mà sức người không thể nào làm nổi khi thời cơ chưa đến thì dẫu có vắt kiệt hết sức bình sinh cũng khó xoay chuyển nổi vận mệnh theo những ghi chép của người giỏi nắm bắt thiên cơ người có thiên mệnh đối với những người muốn đạt được thành tựu trong cuộc sống thì ngoài năng lực ra thì việc nắm bắt thời cơ cơ hội là điều không thể thiếu khi vận khí của mình không được may mắn, đang trên đà xuống dốc, làm thế nào giữ vững ý chí của mình để chờ thời, vận may quay trở lại chính là yếu tố tạo nên thành công lẫy lừng cho người đó. Chiếu theo âm dương, ngũ hành tính toán theo niên vận đời người, các thầy tử vi có tiết lộ từ nay đến Tết ông công ông táo, chính là thời khắc linh thiêng âm dương đảo chiều, càn khôn xoay chuyển có duy nhất ba tuổi này nắm bắt được thời vận của mình, mà lội ngược dòng ngoạn mục đập tan mọi chướng ngại, xóa sổ mọi khổ ải, gian nan phải cúi đầu ba tuổi này, đón năng lượng may mắn, dồi dào, đánh bay nghèo khó, đổi đời giàu sang, mọi điều đều viên mãn, cả tình và tiền đều có trong tay. Quý vị có tò mò, đó là ba con giáp nào và lý do vì sao họ lại có bước đột phá đến như vậy, thì xin mời quý tín chủ cùng nghe và chiêm nghiệm lá số cải vận của mình ngay sau đây. Vị trí số một đó chính là tuổi hợi cuối năm cận kề ai cũng có nhiều việc phải chi tiêu tới tết ông công ông táo là thời gian đi như chạy tiền của tiêu nhanh như mất cấp, nhưng tuổi hợi thì lại không quá căng thẳng vì điều này đơn giản là vì tuổi hợi là một trong những con giáp từ giờ đến tết ông công ông táo phát tài tiền trong túi chỉ có sinh sôi nảy nở chứ chẳng mất đi là bao thầy tử vi nhận định từ giờ tới tết ông công ông táo người tuổi hợi vén màn mây mù che phủ vận khí hanh thông bất ngờ mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành tiền bạc vì thế mà chảy ầm ầm về túi Bản thân người cầm tinh con heo đã mạnh mẽ sẽ không ngừng theo đuổi sự giàu có và quyền lực, vì thế họ luôn nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, đổi vận với ý chí mạnh mẽ như vậy, đại đa số tuổi hợi đều gặt hái được thành công hơn người. Ở một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời, xét về góc độ tử vi thì từ dưới năm 2022 trở đi, cuộc sống tuổi hợi sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều bước lên một tầm cao mới và thời điểm từ giờ đến Tết ông công ông táo tới đây coi như là bước đệm tạo ra sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc trước khi bước sang năm mới 2023 này. Đặc biệt là người tuổi hợi trong thời gian này sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời, giúp thay đổi cục diện hiện tại, bạn có thể biến nguy thành cơ hội, lật ngược tình thế trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, cả thiên hạ phải khóc thét vì ghen tị với mệnh chủ, sẽ gặp được cơ hội làm giàu rất tốt. Một khi đã biết nắm bắt thì thời điểm này không sợ nghèo khó, ai đã giàu sẽ càng giàu hơn, tuy rằng trước khi lên đến đỉnh cao của thành công, tuổi hợi buộc phải trải qua thử thách gian nan, có như thế sự thành công mới bền vững và lâu dài. Cụ thể tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 từ nay đến Tết ông công, ông táo của năm 2022 có thể gọi là thời điểm gặt hái quả ngọt của người tuổi Tân Hợi, bạn đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực khiến cho nhiều người phải cúi đầu ngưỡng mộ, chủ yếu là bạn đã cố gắng dựa vào sức của chính mình, còn may mắn chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy mà thôi trên phương diện sự nghiệp tam hội cho thấy bạn làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi các mối quan hệ xã giao xây dựng từ trước đó giúp bạn tiếp cận được với nhiều cơ hội đáng quý đồng thời nếu có gặp phải khó khăn bạn cũng không thể đơn độc bởi mọi người luôn sẵn sàng cổ vũ động viên và cho bạn sức mạnh nguyệt lệnh lâm thai cho bạn thấy bạn đang ôm những khát vọng cao xa nên nhớ rằng càng cố gắng bao nhiêu bây giờ càng vất vả bao nhiêu thì tương lai về sau của bạn càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu trên phương diện tài lộc bạn tỏ ra là một người nhanh nhẹn hoạt bát sẵn sàng sông pha để đạt được lợi ích mà mình mong muốn nhiều cơ hội phát tài phát lộc xuất hiện trước mặt bạn và điều mà bạn cần làm chính là nhanh tay nắm bắt thời cơ thuộc về mình theo tử vi từ nay đến tết ông công ông táo tuổi tân hợi cuối năm có thể sẽ phải bôn ba khá nhiều để chiều lòng khách hàng nhưng đó là yếu tố cần thiết nếu như bạn muốn làm giàu rất tiếc là trên phương diện tình cảm bản mệnh lại không đón nhận được những tín hiệu tích cực, có thể là bạn đang quá bận rộn với việc làm giàu nên không có nhiều thời gian để quan tâm đến nửa kia hoặc là gia đình của mình. Thực ra, trong thực tế thì nhiều khi chúng ta muốn có được cái này thì buộc lòng phải mất cái kia, chẳng ai có thể hoàn hảo mọi thứ cùng một lúc, song bạn cũng nên sắp xếp thời gian để có thể cân đối mọi việc, như vậy sẽ tốt hơn với chính bản thân bạn và tất cả mọi người. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 khi xem tử vi thì tam hội sẽ xuất hiện trong vận trình từ nay đến tết ông công ông táo của người tuổi quý hợi dự báo những may mắn và thuận lợi sẽ đến với bạn bạn hoàn toàn có cơ sở để mong chờ những kỳ vọng của bản thân có thể trở thành hiện thực thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí như này bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như trong cuộc sống làm việc quyết đoán Tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chính, là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn, và xa hơn, thành tích trong thời gian này có nhiều đột phá, lại nhận được sự ghi nhận xứng đáng, của cấp trên và đồng nghiệp, hứa hẹn những cơ hội thăng tiến rõ rệt của bản mệnh, quý hợi, thu nhập nhờ thế cũng sớm được cải thiện, tiền bạc dồi dào hơn. Thời điểm này tài vận cũng nhận được sự tương trợ của các tinh, nên tuổi quý hợi có thể tranh thủ đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn, hoặc là cả về nhân lực nữa thời cơ đã đến bạn chỉ cần chủ động nắm bắt thì không khó để biến ước mơ trở thành hiện thực làm tốt ở giai đoạn này ra tết bạn sẽ có sẵn nền tảng để phát triển mạnh hơn nữa về tình cảm trong thời điểm này mang tới cho quý hợi khoảng thời gian ngập tràn hương sắc yêu đương vận đào hoa phơi phới lợi cho người độc thân muốn tìm kiếm nửa kia cho mình hãy chủ động tham gia các bữa tiệc hoạt động tập thể bạn sẽ thấy điều mình đang tìm kiếm Sức khỏe không phải là vấn đề lo lắng trong thời điểm này, khi quý hợi cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo, để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, cũng như là công việc thế nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan mà lơi là việc chăm sóc cơ thể của mình. Ngoài ra, bạn cũng phải cẩn thận khi làm việc nặng, hay khi tham gia giao thông, tránh bất cần xảy ra thương tật. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995 theo tử vi thì từ nay đến Tết ông công ông táo của 12 con giáp thì tuổi ất hợi sẽ bận rộn và tất bật trong công việc hơn, bạn sẽ phải chạy đôn chạy đáo lo công việc nhưng mà thu về thành quả xứng đáng với những công sức mà bạn đã bỏ ra, đầu tháng thì là dịp tốt để tiến hành những việc trọng đại quan trọng và gấp gáp tỷ lệ thành công khá là cao. Vào giữa tháng 12 là thời điểm để bạn chỉnh lý sắp xếp lại mọi thứ, làm việc có kế hoạch cụ thể sẽ tránh được tình trạng sót việc, bạn đừng bao giờ quên điều đó về phương diện tài chính thì ất hợi có cơ hội làm quen với nhiều người giàu có có thể hỗ trợ về mặt tiền bạc để giúp bạn phát triển việc kinh doanh buôn bán bạn có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô công việc hiện tại bạn đừng do dự quá lâu mà để thời cơ trôi tuột mất và nhân duyên khác giới cũng ngày càng vượng ất hợi độc thân chủ động tham gia các hoạt động tập thể tiệc tùng cơ hội gặp đối tượng ưng ý là rất nhiều tuy nhiên mọi chuyện nên diễn ra theo đúng tuần tự của nó bạn nóng vội mà đốt cháy giai đoạn thì rất dễ hỏng việc đấy Vâng, kính thưa quý vị mệnh chủ, để nghi lễ cúng tiện ông công, ông táo về trầu trời được diễn ra suôn sẻ và đảm bảo yếu tố linh thiêng của mỗi gia đình, bạn lưu ý những điều kiên kỵ khi cúng ông công, ông táo sau đây. Đó là đồ cúng có, nhưng mà không chu đáo, việc cúng lễ quý ở thành tâm, đồ cúng lễ 23 tháng chạp không cần quá cầu kỳ, nhưng cần sự chu đáo, tỉ mỉ, để không bỏ sót điều gì, mâm lễ cúng ông công, ông táo, có thể là lễ chay cũng có thể là lễ mặn, tùy theo điều kiện gia đình, đồ vàng mã cũng vậy không cần phải quá nhiều, cốt ở đủ đầy. Theo tích xưa, các táo ở đây là, hai táo ông, và một táo bà, vì thế gia chủ cần chú ý chuẩn bị đủ ba bộ mũ áo vàng mã, cho ba vị, vàng mã sẽ được hóa cho các vị thần linh sau khi lễ cúng hoàn thành, tùy theo từng địa phương, mà khi cúng ông công, ông táo, có nơi dâng ngựa vàng mã có đầy đủ yên cương. Xong ở hầu hết các nơi thì người dân sẽ chuẩn bị ba con cá chép thật, hoặc là ba con cá chép giấy, để làm ngựa tiễn táo về trời, số lượng cá không nên quá ít, cũng không nên mua quá nhiều cá chép thật, nếu có ý định thả phóng sinh thì nên có kế hoạch từ trước, để chọn nơi thả phóng sinh cho phù hợp. Thứ hai là dâng cúng đồ. Phạm Kỵ ngoài việc chuẩn bị đồ cúng lễ chưa chu đáo, khi cúng ông công, ông táo, tránh các món đồ như các món làm từ vịt, chim, ngỗng, trâu, dê và chó. Thứ ba là chú ý thời gian tiến hành làm lễ. Thời gian cúng lễ táo quân không quá nghiêm ngặt, có thể làm lễ từ ngày 21 tháng Chạp, nhưng nhất thiết không được làm lễ quá muộn, từ 23 giờ đêm ngày 23 tháng Chạp trở đi đã được tính sang ngày mới nếu làm lễ cúng vào thời điểm này thì không đúng với phong tục là điều kiêng kỵ. Khi cúng ông công, ông táo không được quên, theo quan niệm dân gian từ 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các táo bay về trời. Tuy nhiên, theo thời gian thì quan niệm này cũng dần thay đổi, tùy theo điều kiện gia đình mà làm lễ cúng, vẫn có gia đình làm lễ vào tối ngày 23. Có điều tốt nhất là gia chủ nên sắp xếp công việc để làm lễ cúng trong khoảng thời gian phù hợp có thể làm từ ngày 21 tháng Chạp đến trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Khi hương cháy được 2 phần 3 cây hương là coi như lễ cúng hoàn thành, gia chủ có thể hóa vàng, thả cá phóng sinh, để tiến táo về trời. Hy vọng với những thông tin này, sẽ hữu ích cho quý vị mệnh chủ. Chúc quý vị may mắn, và thành công. Vị trí số 2, là tuổi tuất. Tuổi tuất, phàm là những ai cầm tinh tuất, đều có dòng nghị lực phấn đấu phi thường, thể hiện tham vọng rất rõ ràng, đó cũng chính là động lực giúp những người tuổi này chinh phục hết thử thách lớn, nhỏ, trong đời, để vươn tới sự thành công hơn người. Bấy lâu nay, những dự định mà Tuất đặt ra đều chưa đạt được hết, nói đúng hơn là chưa thỏa mãn chính mình, nhưng từ giờ đến Tết ông công, ông táo, nhờ quý nhân phù trợ cộng thêm với nỗ lực bản thân, một nguồn thu lớn sẽ đến với bạn, đặc biệt là vào hai ngày trước và chính Tết, chẳng còn bao lâu ngày nữa tới Tết 2023. Tuổi Tuất hãy cứ miệt mài với công việc hiện tại, không ngừng phấn đấu sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ cấp trên giao phó, ắt gặt hái thành quả lớn lao, tiền tiêu Tết không phải nghĩ ngợi nhiều. Đặc biệt với những người tuổi tuất, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, vận may sẽ lội ngược dòng đến với bạn, mọi khó khăn đều được giải quyết, nhất là vấn đề về tiền bạc, thời điểm từ nay đến Tết ông công, ông táo trở đi, nếu mạnh dạn đầu tư, thì nhất định sẽ sinh lời khủng, tiền bạc thu về đầy túi. Tuổi canh tuất sinh năm 1970 Người tuổi canh tuất, giữ được tinh thần hăng hái nhiệt tình, từ nay đến Tết ông công, ông táo này, nhưng kết quả thu được là thành công, hay giang dở, thì phần lớn phụ thuộc vào chính thái độ làm việc của bạn dưới tác động của cục diện tam hợp công việc tiến triển tương đối thuận lợi với con giáp này bạn tập trung vào nhiệm vụ thì ắt đạt được kết quả đáng mừng tuy nhiên điều cần chú ý là bản mệnh phải duy trì được sự kiên trì của mình đừng nên nhiệt tình lúng bắt đầu rồi sau lại thành ra chán nản bỏ giờ giữa chừng khiến người khác phải giải quyết giúp mình chuyện làm ăn có những dấu hiệu tương đối tích cực khi bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa việc ký kết hợp đồng nhìn chung thuận lợi song trước khi hợp tác với ai bạn cần dành thời gian theo dõi đánh giá đối phương cũng như tính khả thi của kế hoạch làm ăn khi nhận thấy mọi khía cạnh đều phù hợp bạn mới nên đưa ra quyết định cuối cùng theo tử vi từ nay đến tết ông công ông táo về canh tuất Chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng, do được ngũ hành tương sinh giúp đỡ, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, đôi bên hợp nhau ngay từ những lần nói chuyện đầu tiên, lại thêm tinh thần lạc quan cởi mở, bạn dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, chuyện tìm được người tâm đầu ý hợp không còn quá xa vời. Từ vi tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, tình hình tài chính của người tuổi nhâm tuất có bước chuyển biến tích cực từ nay đến Tết ông công ông táo tuy nhiên chuyện tình cảm lại khiến cho bản mệnh đau đầu bạn thường rơi vào trạng thái uể oải buồn bã dường như có cơ duyên nào đó đưa đẩy nên những ai đang làm trong lĩnh vực ẩm thực đá quý nhờ thực thần mà biết cách buôn bán sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận khá lớn trong thời điểm này nguồn thu nhập tăng lên đáng kể thời gian này có thần tài nâng đỡ nên những ai đang làm việc liên quan tới đầu tư đã tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình đặc biệt là những người kinh doanh nhờ nhanh nhạy với thời cuộc mà kiếm được tiền bất chấp hoàn cảnh khó khăn bản mệnh lúc nào cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm vì không hề có lợi cho bạn người độc thân dễ bị lừa dối trong khi đó những người đã kết hôn thường mâu thuẫn tranh cãi với nửa kia về những chuyện liên quan đến sự nghiệp hoặc là con cái nếu như không nhanh chóng khắc phục những mâu thuẫn hiện tại khi mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng trở nên xa cách cách tốt nhất là đôi bên cần trò chuyện nhiều hơn bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn tuổi giáp tuất sinh năm 1994. Từ nay đến Tết ông công ông táo này, con đường công danh sự nghiệp của tuổi giáp tuất thăng tiến không ngừng khi mà nguyệt lệnh lâm đất xuất hiện, con giáp này biết cách phát huy năng lực của mình, không hoài phí cơ hội đang đến, chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều may mắn hơn, thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ tính toán, nhìn xa trông rộng nên thu được tiền về tay có phần nhanh chóng hơn người khác có điều bạch hổ hung tinh nhập mệnh cho thấy con giáp này có thể gặp vài rắc rối về sức khỏe cẩn thận bị người khác hãm hại hoặc làm bản thân gặp tai nạn do sự bất cẩn trong chuyện tình cảm có phần thăng trầm bất ổn và con giáp này sống quá cảm xúc có thể giáp tuất đặt nặng chuyện tình cảm nên có khi không suy nghĩ được tỉnh táo sáng suốt sẽ bị dẫn dắt theo con đường sai lầm thậm chí bị lừa gạt tình cảm và để nghi lễ cúng tiễn táo quân về chầu trời được diễn ra suôn sẻ và đảm bảo yếu tố linh thiêng mỗi gia đình cần lưu ý những điều kiêng kỵ khi cúng ông công ông táo sau đây đó là đặt mâm lễ sai nơi thờ cúng nhiều người thắc mắc nên làm lễ cúng ông công ông táo ở đâu trên bàn thờ hay là ở dưới bếp sở dĩ có câu hỏi này là vì theo tích xưa kể lại ông táo cai quản việc bếp núc trong nhà người dân theo đó mà luận ra rằng nên thờ cúng táo dưới bếp có điều thờ cúng là việc linh thiêng không phải bất cứ nơi nào cũng có thể đặt mâm lễ mà cúng bái điều đó có thể khiến cho thần linh phật ý bởi gia chủ có phần tùy tiện không đủ thành tâm nếu gia chủ có ban thờ táo quân ở dưới bếp thì có thể đặt mâm lễ cúng ở đây song vẫn cần có một mâm lễ nữa ở ban thờ chính bởi theo quan niệm dân gian thì ông công là thần thổ công cai quản đất đai trong nhà cúng ông công ông táo thì phải chú ý điều này xét theo ý nghĩa tâm linh thì việc cúng lễ phải được thực hiện ở nơi sạch sẽ trang nghiêm nhất trong nhà bếp là nơi đun nấu dù có lau dọn sạch sẽ đến mấy thì cũng vẫn là không gian sinh hoạt chung không đủ trang nghiêm ban thờ chính của gia đình là nơi thờ phụng các vị thần linh đặt mâm lễ cúng ở đây mới thể hiện lòng thành kính của gia chủ với các vị thần linh cầu khấn sai ý nghĩa lễ cúng có nhiều người quên mất ý nghĩa thực sự của lễ cúng ông công ông táo là để tiễn các táo lên thiên đình báo cáo tình hình của gia đình trong suốt một năm vừa qua với ngọc hoàng trong lễ cúng này gia chủ nếu có cầu khấn gì thì nên chỉ xin táo thương tình dơ cao đánh khẽ báo cáo những việc tốt đẹp và xin ngọc hoàng phù hộ cho năm mới bình an mà thôi làm lễ cúng ông công ông táo mà cầu xin tài lộc công danh tình duyên là không phù hợp không nên phát âm cầu khẩn những điều này và hy vọng với những thông tin này sẽ hữu ích cho quý mệnh chủ Xin chúc quý vị một năm mới an khang, giàu sang, phú quý. Vị trí số 3 tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ đứng trong danh sách những con giáp phát tài từ giờ đến Tết ông công, ông táo, người tuổi Tỵ hoàn toàn yên tâm về những vướng mắc tài chính đang gặp phải, gặp thiên thời địa lợi, bản thân mệnh chủ lại không ngừng phấn đấu trên con đường làm giàu, không có lý do mà thần tài lại ngó lơ. Ngược lại người tuổi rắn, lại được vị thần cai quản tiền bạc và quý nhân phù trợ tích cực, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công, khó khăn tiền bạc được giải quyết, trả hết nợ nần, đặc biệt vào Tết ông công, ông táo này. Quý nhân vận cực thịnh, được người đưa đường dẫn lối, tuổi tỵ sẽ có cơ hội kiếm đã được rất nhiều tiền, những năm sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc, nay còn đủ đầy, thậm chí kế hoạch mua nhà, hay xe, hoàn toàn có thể thực hiện được. Và điều quan trọng nhất đối với tuổi tỵ tại thời điểm này, là kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sắp đến lúc đào được kim cương rồi, đừng vì khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc, hãy phóng tầm nhìn thật cao, và xa hơn nữa, bạn sẽ nhìn thấy những cơ hội rộng mở, mà không phải ai cũng thấy được, thành công và giàu sang là sự tích lũy lâu bền. Cụ thể tuổi ất tỵ sinh năm 1965 đối với người tuổi ất tỵ từ nay đến tết ông công ông táo này là một khoảng thời gian khá may mắn đặc biệt trên con đường sự nghiệp bạn chỉ cần cố gắng hết sức phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu là sẽ thu được thành quả như mong muốn khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ nhờ có nguyệt lệnh lâm quan che chở bản mệnh được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn bình thường có thêm bản tính cần cù chăm chỉ chẳng ngại khó bạn ất sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo thậm chí người mới vừa tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá rất cao tuy nhiên bên cạnh việc hăng hái nhiệt tình tự chủ trong công việc bạn cũng cần ý thức được bản tính cao ngạo thích hành xử theo ý muốn của mình mà tính cách đó có thể khiến người khác xa lánh không muốn hợp tác với bạn hoặc khiến bạn đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay xem tử vi tuổi ất tỵ tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện nhất định dưới sự trợ giúp của các tinh bạn có thể tìm được một vài mối đầu tư triển vọng Tuy nhiên trước khi đổ tiền vào bất cứ việc gì bạn cần phải lên kế hoạch chi tiết rõ ràng, chớ nên hành động nông nổi theo cảm tính bởi bạn sẽ chưa thể lường trước hết những khó khăn mình sẽ phải đối mặt đâu. Tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 nhìn chung người tuổi Đinh Tị sẽ gặp được khá nhiều may mắn từ nay đến Tết Ông Công Ông Táo có tam hội giúp sức công việc của bạn mạnh phát triển thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, bạn gặt hái được nhiều thành công như mong đợi trên phương diện sự nghiệp bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân đối phương có thể chỉ cho bạn sự giúp đỡ hữu ích mỗi khi bạn vướng phải khó khăn thử thách hơn nữa với tính cách chủ động dám nghĩ dám làm bạn sẵn sàng thách thức bản thân ở những nội dung mới từ đó tìm ra phương hướng và cách làm việc phù hợp với mình trên phương diện tài lộc từ vi tuổi đinh tị thấy rằng mọi việc tiến triển đều đều các mối đầu tư trước đó của bạn dần thu được lợi nhuận nhất định bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp và đối tác nên các mâu thuẫn được giảm thiểu, đôi bên luôn trao đổi với nhau trước khi bắt tay thực hiện công việc, nhờ thế mà đồng tiền chảy vào túi ổn định và có xu hướng tăng nhanh, thậm chí đôi bên có thể nghĩ đến việc mở rộng quy mô hợp tác. Phương diện tình cảm có các tình thái dương và thiên diêu phù trợ, bản mệnh có đào hoa rực rỡ, bạn đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý và yêu mến của mọi người, thậm chí có người phải lòng bạn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Tuổi kỳ tỵ, sinh năm 1989. Theo tử vi tuổi kỳ tỵ từ nay đến Tết ông công ông táo, về phương diện công việc con giáp này vẫn phải đối mặt với đủ những khó khăn, trở ngại, đối với tuổi kỳ tỵ khi vẫn còn non kinh nghiệm, nếu có những ai đã thành công sớm thì càng chủ quan và dễ bị mất kiểm soát với tình hình hiện tại, thì khi bạn tưởng rằng mình đủ giỏi thì cũng là lúc bạn nhận được bài học đắt giá, từ nay đến Tết ông công ông táo là thời điểm mà bản mệnh vẫn chưa tìm được cách để thoát khỏi những rắc rối trong công việc đòi hỏi bạn phải bình tĩnh tập trung để xử lý với những ai có sao tử vi trợ lực thì sớm thoát được khỏi rắc rối kiềm chế có cơ hội phát triển cho sự nghiệp của mình ngay sau đó thậm chí có người còn đủ nhanh nhạy nắm bắt cơ hội đầu tư thu thêm tài lộc về mình bạn rất biết tận dụng cơ hội dù trong tình thế khó khăn đường tình duyên của tuổi kỳ tỵ không mấy khởi sắc và dễ mắc sai lầm dẫn đến những dạn nứt nghiêm trọng trong chuyện tình cảm người độc thân dù cố gắng tìm hiểu nhiều nhưng hiện tại vẫn giữ mãi trái tim cô đơn người đang yêu có thể nảy sinh mâu thuẫn hiểu lầm về đối phương thậm chí có thể phát hiện ra chuyện ngoại tình mà quyết định chấm dứt mối quan hệ ly thân hoặc ly hôn về sức khỏe của tuổi kỳ tỵ thời điểm này có thể bị ảnh hưởng nhất là những người có bệnh liên quan đến đường ruột do đó kỳ tỵ nên chú ý nhé nếu có dấu hiệu bất thường thì nên đến cơ sở y tế uy tín khám ngay và để nghi lễ cúng tiễn táo quân về trầu trời, được diễn ra suôn sẻ và đảm bảo yếu tố linh thiêng, mỗi gia đình cần lưu ý những điều kiêng kỵ khi cúng ông công ông táo sau đây. Đó là ném cá phóng sinh từ trên cao xuống, như đã nói ở trên, cá chép cúng lễ trong dịp này là để dâng cho thần linh, làm phương tiện về trời, cá chép ở đây phần nào cũng mang tính chất tâm linh, chính vì thế khi thả cá phóng sinh càng không được tùy tiện, cẩn thận, kẻo thả cá phóng sinh không đúng cách là tạo thêm nghiệp khi thả cá nên chọn nơi nước sạch là môi trường tốt mà cá có thể tiếp tục sinh tồn không nên chọn nơi ao tù nước động sông hồ ô nhiễm hay nơi mà nhìn thấy rõ những kẻ xấu bụng đang trực chờ vớt cá khi thả cá nên chọn nơi gần mặt nước nhất nhẹ nhàng thả cá xuống cho cá không bị choáng ngất tuyệt đối không thả cá từ trên cao ném từ trên cầu đường xuống nước cá dễ bị chết cá không được thảo nguyên bao ni lông đựng cá xuống nước gây ô nhiễm môi trường hành động không thành tâm không kính ngưỡng thì khó lòng được thần linh chứng giám vâng kính thưa quý vị trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình minh đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo